quen xong rồi sau đó một tháng thì ảnh mới dọn qua chung cư của em thuê ở giữa Bangkok á, chung ở được 2-3 tháng thì cảm thấy thôi ở chung cư chật chội bực bội quá, đi về nhà anh đi có nói gì chị cha tự nhiên mới quen 2-3 tháng kêu về nhà cho ở chứ không nó không về về đi nhà anh có cái nhà riêng không ở chung với ba mẹ ở riêng à. Đó là em mới chịu là mới về. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi xin mời hai bạn. สวัสดีครับ 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 Anh nhậu không? À. Anh nhậu không? Anh ơi. Anh ơi nhậu không? Anh ơi nhậu không? Mới gặp là mời nhậu rồi. Im. Im đi. Im đi. Im đi. Cái này là con bị ghẹo. Ở nhà là có Dượng á, Dượng thân với ảnh á, Dượng hay chọc. Dượng nói khi nào mà nó nói nhiều quá, mày nói vậy đó là nó im à. Vợ ơi im đi. Im đi. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. ผมชื่อกีรติพัฒน์ตาลพัฒน์นะครับอันเป็นลากีรติพัฒน์ตาลพัฒน์ทำธุรกิจส่วนตัวครับส่งออกครับดังนั้นกินยันซึ่งหยับเขาอายุ41ครับอยู่กรุงเทพอัน41 tuổi ở Bangkok còn em tên là Nguyễn Thanh Phúc năm nay là 31 tuổi hiện tại cũng đang sống với chồng ở Bangkok và làm kinh doanh xuất nhập khẩu về chuyên ngành mỹ phẩm. Chắc Trúc chia sẻ về cái câu chuyện mà tình yêu của Trúc với Pháp bắt đầu như thế nào. Cũng 8-9 năm về trước rồi. Đó là em làm sales manager của một cái công ty du lịch. Tự nhiên cái chị giám đốc chỉ là chỉ kêu: ê, có hai người này nè, về Việt Nam làm việc á, mày giúp người ta đi, mày đi thông dịch giùm đi. Em nói trời, tự nhiên tôi làm sale mà kêu tôi đi thông dịch. Nó là đi làm từ thiện. Thế vậy đó, ok, nếu mà vậy thì mình cũng đi giúp. Dạ, đó là lần đầu tiên gặp nhau. Thì em có ấn tượng gì về cái ngoại hình hay là ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không. Tại vì lúc đó em chỉ đi làm việc thôi nên cũng thấy cũng bình thường à. The first time when I meet her, she is like look really funny, you know. Funny. เพราะว่าสไตล์ของเขาเวลาแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นผมชุดหรือว่าเป็น dress มันไม่ mix and match เลยครับ Ông nói là cái style của em nhìn nó ngộ quá, không giống ai hết trơn. Ông nói cái tóc một đường, cái áo một nẻo, cái quần một nẻo nhìn không giống, không giống ai hết á. Nên là ông thấy mắc cười đâu, nó sẽ cô này cổ nhìn mắc cười quá. Ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên là nhìn cô này mắc cười. Bao lâu mới là có hai người bắt đầu có nhú nhú chút xíu ấn tượng với nhau? Lần đó gặp xong là ảnh về nước, 2 năm sau quay lại mà ổng gặp lại em á là nó ngộ lắm. Là thực ra là khi ổng đi làm việc xong rồi ổng về bên Thái á, thì lúc đó không có gặp lại tại vì mất liên lạc. Rồi em thì cũng không làm công ty cũ nữa, em cũng đổi qua chỗ khác làm rồi. Thì tình cờ một cái hôm đó tự nhiên là mới đi lên trên chùa thăm một cái vị sư. Tình cờ ngay đúng cái ngày đó em đi á, thì cái vị sư đó mới nói là: ủa con, cái người mà lần trước con dẫn đi từ thiện á là hôm qua mới tới gặp thầy luôn, đây là số điện thoại này, con điện liền bây giờ đi, con đi giúp người ta đi. Dạ, nó rất là lạ, nó giống như là một cái duyên vậy đó, mà trong khi đó là không liên lạc nhau 2 năm luôn. Kêu mà sư bắt là điện thoại liền tại chỗ. Tại vì cái tính em á là em nghĩ là thôi vậy chút về điện sau cũng được. Sư nói điện liền bây giờ, điện liền. Cái cảm xúc của Pat á khi mà nghe em gọi điện thoại á thì tìm lại được á, tìm lại được em lúc đó ổng như thế nào? Đi chay ครับ. Ổng rất là mừng quá mừng. เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารพระสงฆ์หรือว่าคารวาสที่เขาจะพูดกันเนี่ยสื่อสารได้ยาก. Tại vì lúc đó là ảnh đi làm nó là ảnh nói chuyện hay là giao tiếp rất là khó. Rồi sau đó thì sao nè? Lần đó là sao, có yêu nhau luôn chưa? Dạ không. Không, lần đó là, lần đó là cũng công việc, sau đó là ổng cũng về rồi thêm 2 năm nữa. Sau 2 năm á là tại vì lúc đó là em có mở một công ty thời trang nhưng mà là thất bại. Buồn bay qua Thái chơi rồi ổng lúc đó thì ổng lại không có ở Thái, ổng lại đi du lịch nước khác. Rồi xong rồi cái em lại về lại Việt Nam, rồi sau đó khoảng 2-3 tháng em mới bay lại về Thái nữa để kinh doanh là làm việc. Thì lúc đó là ổng mới về là mới giúp và mới gặp. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đó thì là Pat có bạn gái không? Dạ không. Dặn mấy mi không? Không. Ông chỉ làm việc thôi, không có bạn gái. Làm sao mà để hai đứa có cảm tình với nhau và coi như là đến với nhau? Chọp tăng tẻ tòn thi đây luôn ngàn càn khắp. Hóa hoa, khó bên con thích kỉnh, mình khoam xả mát mát, lâu có càn vang thẻn, càn chia là chà, là gì nghĩa. Chà bà sộp càn, thích khơi thăm ngàn mà, kháu thử qua bên thích đừng. Lấy thăm ấy, phụ nữ sực qua, khu gì con nghĩa lại chay. Dạ anh nói là cái lần thứ hai mà ảnh về á là
là anh bắt đầu có cảm tình nhiều. Anh chưa có gặp cái người nào mà làm việc giống như em á, là anh nói là em giỏi, biết sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Là ông nói là từ khi ông đi làm việc là ông gặp em là cái người mà làm việc tốt nhất. Vậy lại không có lấy tiền nữa. Dạ, cho nên là ông có rất là có cảm tình. Qua Thái thì bắt đầu gặp ổng thì ổng giúp nhiều, xong cái bắt đầu là em cũng có tạo cảm tình với ổng. Tại vì ông này ổng rất là hề, ổng vui tính lắm, mà ổng lại rất là nhiệt tình, mà ổng cũng tốt bụng nữa. Rồi xong rồi sau này mình mới té ra, mình mới biết là ổng cũng có cảm tình với mình rồi, nên ổng mới giúp mình nhiều như vậy. Đó là mới bắt đầu là có tình cảm với nhau. Ổng cua em bao nhiêu năm liền? Qua bên đó ở thì chắc khoảng chừng 6-7 tháng gì đó. Là bắt đầu có một cái lần em gặp vấn đề về công việc, rồi cái ổng mới nói thôi bây giờ em stress quá, thôi để anh chở em đi chơi. Ổng cũng dụ. Cái ổng chở ra biển Pattaya. Biển Pattaya cái chở ra ngoài đó, xong cái bắt đầu đang đi kiểu em cũng buồn mà cũng drama cái kiểu trời ơi sao tao qua đây tao buồn quá, có mình ông con gái rồi này nọ dạng vậy đó. Cái ổng mới nói là à nếu vậy thôi em cứ coi như gia đình đi vậy đó. Là cái bắt đầu ổng tỏ tình là cái là em cũng quen, tại vì mình cũng có cảm tình với ổng rồi. Quen xong rồi sau đó một tháng thì ảnh mới dọn qua chung cư của em thuê ở giữa Bangkok á, sống chung ở được 2-3 tháng thì cái mới thôi ở chung cư chật chội bực bội quá, đi về nhà anh đi, có nói gì chị cha tự nhiên mới quen 2-3 tháng cái kêu về nhà cho ở. Cái phòng nó không về đi, nhà anh có cái nhà riêng, không có ở chung với ba mẹ, ở riêng đó. Là em mới chịu rồi mới về. Về thì cũng 4 năm ก็เหมือนน้ำซึมบ่อทรายครับค่อยๆปรับให้ทางอันนี้เนี่ยเข้ากับที่บ้านพี่ได้Ông nói là giống như là mưa dầm thấm lâu vậy đó. Ngày ông nhỏ vô lỗ tai chút, ngày ông nhỏ vô lỗ tai chút, ông kêu tại vì em cứng đầu không nghe. Nhưng mà ba mẹ của Bạc biết không? Dạ biết, nhưng mà lúc đầu là hai tụi em cũng gặp trắc trở nhiều thứ lắm. Tại vì ba mẹ của anh Bát cũng khó tính á, cũng muốn ảnh đi theo một cái con đường khác. Cho nên là không có muốn ảnh quen em hay là quen ai lúc đó hết. Mẹ của Bát là làm gì? Dạ mẹ của anh Bát là mở trường học Hoàng gia của Thái. Rồi sau đó thì là về ở nhà là chỉ ở riêng thôi, nhưng mà nói chung lúc đó gặp ba mẹ cũng khó lắm, tại vì ảnh cũng phải cố gắng tìm cách như thế nào để cho em với tiếp cận với gia đình này nọ, tại vì gia đình ảnh tương đối khó. Rồi dọn về sống chung rồi mấy năm mới cưới? Dạ 4 năm. Trời ơi sao cô này cô hợp với số 4 quá chị, sao lại tới 4 năm lận chút. Tụi em cũng dự định đám cưới trước đó, nhưng mà ba mẹ của ảnh ở chuyện với mẹ em rồi, là đang chuẩn bị đám cưới rồi cái là bị mắc dịch, cứ giờ là sau dịch. Cưới là sau dịch. Dạ cưới. Sau dịch là mới đây thôi. Dạ mới đây. Dạ cưới vào tháng 11 năm ngoái. Coi như là đám cưới tổ chức đơn giản không? Hay là hoành tráng? Em không có thích là làm đám cưới mà quá trời nhiều người. Em thích là một cái đám cưới ấm cúng. Những cái người nào thực sự thân với mình để mà quậy cho đã. Em mới nói với mẹ chồng á, là với chồng với mẹ chồng là ba chồng là em muốn làm một cái đám cưới ngoài bãi biển. Xong tự nhiên về không biết suy nghĩ như sao á, qua ngày hôm sau ba chồng mới nói không được con ơi, mình là người Thái mà mình theo đạo Phật, mà mình không có một cái lễ truyền thống Thái, mình không có cái lễ mà của mấy sư tụng theo kiểu Thái á, là không có được. Bây giờ ba tháng vậy thì bây giờ có một cái lễ truyền thống Thái nữa đi, có mấy sư tụng đi. Cái em mới nói vậy thì cũng được, thì kêu sư xuống biển tụng luôn. Cái mẹ mới nói trời ơi, kêu sư xuống biển tụng gì kỳ vậy, đâu có được. Mẹ chồng mới nói không được. Là cái bàn sao bàn hồi bàn tới bàn lui, lòi ra thêm một cái đám nữa, là một cái đám buổi sáng nữa. Cái em mới nói là mẹ chồng, mẹ nếu làm đám buổi sáng thì con xin là làm trong nhà thôi, đừng có mời ai hết. Cái mẹ chồng nói rồi được rồi, theo ý con. Cái qua ngày hôm sau lòi ra 100 khách. Lòi ra 100 khách. Không biết là 100 khách là nhiều đúng không? Dạ nhiều. Thực ra bên Thái mà cái đám buổi sáng 100 khách là nhiều rồi. Tại vì nó chỉ là cái đám lễ nghi thức thôi, thường người ta là dồn hai đám, còn mình là tới một cái đám bãi biển là mình chính rồi. Bây giờ cái đám làm lễ là làm theo lễ nghi thức mà còn người ta thêm 100 khách nữa. Đó rồi xong cái bên Thái thì thường là những cái gia đình lớn, người ta sẽ mời chính vị sư, là coi như là lớn nhất là chính vị sư tụng, là đám lớn. Nhưng mà em thì em muốn đám nhỏ, em mới nói là mẹ hay là mình mời ba vị thôi, tại vì là theo số lẻ 3, 5 hoặc 9. Em nói là mẹ, vậy thì mình mời ba vị sư thôi nha mẹ. Cái mẹ nói ok, vậy thì mời ba vị thôi. Cái quay về qua ngày hôm sau mẹ nói thôi năm đi con ơi, chứ ba không được đâu, ít lắm. Rồi tới cuối cùng ngày thiệt á, chín vị sư. Cái em mới hỏi ủa mẹ, sao mẹ nói con có năm mà giờ ra chín vậy? Cái mẹ nói thôi con ơi, mời lỡ mời rồi con thỉnh lần đi chín đi cho đủ bàn. Kỷ niệm của anh cái ngày đám cưới là anh nhớ nhất cái gì? Pithi lột nạm.
ổng nói á, là cái mà ổng nhớ nhất là hai vợ chồng ngồi chắp cái tay để cho người ta, ở người Thái là khi mà đám cưới người ta chắp cái tay như thế này, người ta sẽ đeo một cái cọng dây của mấy vị sư tụng là chúc phúc, là bảo hộ, rồi cái người tới chúc phúc sẽ đổ nước vô tay của hai vợ chồng và chúc phúc. Đó là cái đó là ổng nhớ nhất. Thì em lúc đó là em khổ là cái tháng 11 á, là Việt Nam với Thái chưa có được cho qua lại vì còn dịch rất là khó. Chỉ chuẩn bị mở cửa thôi chứ chưa mở. Thì cái lúc đó là gia đình em không ai qua được hết. Có mình em thôi, và cái người mà đứng ra cho em là ba mẹ nuôi của em. Ba mẹ nuôi của em người Thái luôn, là đứng ra làm binh đằng đằng gái. Thì em khóc đó là cái chuyện bình thường. Tại vì mình là phụ nữ, mình xa nhà rồi, gia đình mình qua không được. Thì em đã khóc từ cái lúc làm lễ rồi, ông này thì ông bình thường. Tự nhiên tới cái lúc đó nám thì em hết khóc rồi, em đã khóc nhiều rồi, em không khóc nữa. Thì em bình thường, tự nhiên quay qua ông. Ông khóc quá trời khóc. Ủa trời, tự nhiên tranh hội này ngoài khóc. Hỏi ông sao vậy? Sao ông khóc? Anh đang tò mò. Why you cry? Because I think the good day of me will never have again. No, I'm kidding. ความหมายคือผู้หลักผู้ใหญ่มา blessing ให้พรแล้วก็อวยพรว่าให้อยู่กันอายุมั่นขวัญยืนอะไรเงี้ยพี่ก็คิดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยว่ามาถึงวันนี้ได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ mà cảm giác của ông cũng đúng mà ก็ từ thời điểm đó ông thấy ông hết là một đứa con nít rồi trưởng thành đó trưởng thành và trưởng thành có vợ cái bên này. Ủa Trúc ơi, dạ. Em là bé bé rồi. Dạ em mới sinh bé đầu tiên. Mới sinh bé ở đâu? Ban đầu là tính sinh ở bên Thái anh, tại vì sống chính ở bển, nhưng mà mẹ chồng thì em người Việt á, rồi mẹ thương ở xa lâu ngày nên mẹ kêu là về Việt Nam sanh. Vậy thì bây giờ mấy năm đó, không biết là mấy cái tật xấu nó có lòi ra không? Không có tật xấu gì không? Về ở chung là bắt đầu là đã có cãi nhau rồi, tại vì lòi cái văn hóa nó khác nhau. Dạ. Nói chung là người Thái thì họ rất là kỹ, mà gia đình anh này thì gia đình tương đối là gia giáo là kỹ, tại mẹ anh làm cô giáo nữa, rồi cho nên là khó. Cái ví dụ như cái lúc mà bình thường thì mình thí dụ mình thấy có đồ đạc này nọ nghe đồ ở chị, mình đi mình lấy cái chân mình đẩy ra một tí đó, cái ổng nhìn ổng trợn mắt lần đầu rồi, xong cái em đứng em làm đồ có cái máy quạt ở dưới, em lấy cái chân em bấm vô cái ngón máy quạt á, cái ổng trợn thứ hai ổng nói liền, nói ủa em sao em gái mà em lấy chân bấm máy quạt gì kỳ vậy, em phải cúi xuống em bấm mới được chứ sao nó khó vậy đó. Rất là nhiều cái. Còn ăn muỗng với nĩa là cái ví dụ như cái muỗng ngắn với cái nĩa dài là không được, phải lấy cái muỗng dài ăn với cái nĩa dài. Còn cái muỗng ngắn là chỉ ăn súp thôi. Ông ăn uống nói chung là khó nhiều cái luôn, cho nên là rất là dễ xảy ra mâu thuẫn với nhau cái thời gian đầu đúng không? Dạ. Về sau này quen sao? Em quen em cũng khó như ổng luôn. Giờ cũng bây giờ có lấy cái chân bấm cái quạt đó không? Dạ cũng lâu lâu quên, cũng lấy cái chân bấm. Tại vì mình quen rồi. Dạ. Đâu bây giờ em nói những cái đó là ảnh khó tính nè, đúng không? Còn gì nữa không? Dạ. Tật xấu á. Tật xấu hả? Ảnh á, cái ảnh là cái người rất là đúng giờ, và ảnh hẹn với ai nó rất là sợ trễ giờ. Ảnh không bao giờ ảnh đi trễ, ví dụ ảnh hẹn anh 1 giờ là ảnh phải tới 12 giờ 50 hoặc đúng 1 giờ. Cho nên lúc nào ảnh cũng là cái người hối em hết. Ảnh sẽ hối là em ơi lẹ đi. Cái bắt đầu ảnh hối thì mình quýnh thì mình cũng làm lẹ đó, mình đi ra cái leo lên xe ảnh chạy nói ủa em điện thoại em đâu rồi. Cái ổng quên điện thoại, ổng quay về ổng lấy điện thoại. Ông hồi chạy lại chạy, ủa em chìa khóa nhà đâu rồi. Ổng quay về ổng lấy cái chìa khóa nhà là coi như cũng trễ luôn rồi. Dạ vậy. Ổng hối người ta mà ổng lại quên, tại ổng quýnh ổng sợ trễ giờ á. Dạ. Cái vậy là hội chứng hốt hoảng. Hốt hoảng dẫn đến hậu hỏa. Đó. Có một quá vui quá. Rồi sao? Rồi có lớn tiếng với em không? Lớn tiếng là nhiều khi ổng quạo ổng cũng lớn tiếng anh. Nóng tính à? Dạ nóng tính. Ổng quạo ổng cũng lớn tiếng, nhưng mà cái đường của ổng ở chỗ là khi ổng lớn tiếng mà em ngày xưa em còn cãi lại, còn sau này em ngủ em im là ổng biết, là tự hồi ổng biết lỗi là ổng làm năn nỉ. Từ ổng biết lỗi là ổng nhưng sẽ mà làm cái cơn mà ổng nóng tính mà để ổng giải tỏa cái cơn nóng đó, nó mạnh đô nhất á, là mình nghĩ thế nào? Mạnh đô nhất hả? Là ổng là ổng quát em cái xong ổng đi ra ngoài vậy thôi. Dạ. Chứ ổng cũng không có. Ông này thì ổng nói chung là ổng cũng ga lăng lắm, ổng không có động tay động chân, không có gì hết á. Dạ. Ổng nóng dữ lắm là ổng quát một cái rồi ổng chạy ra ngoài, hồi ổng vô ổng xin lỗi lại. Bát có lãng mạn không? Dạ có. Bị sến là nhiều khi bị sến đúng không? Đâu kể một câu chuyện về cái sến xuống của ổng. Ví dụ giống như là cái lúc mà ổng cầu hôn em á. Thì lúc đó là đã bắt đầu lên kế hoạch là đám cưới hết rồi, thì nói chung là mình cũng không còn gì gọi là hồi hộp rồi.
cái lúc đó anh đi ra ngoài Pattaya để mình đi coi nhà hàng và khách sạn, thì đi với cái người chị thứ hai của ảnh. Rồi cái tự nhiên đi ra ngoài đó xong các em đang ngồi mà không có nói gì cho mình biết trước hết, mình cũng mặc đồ thì từ trên xuống dưới xấu xí, mà tự nhiên đem cái dĩa ra, cái để cái chiếc nhẫn, cái dĩa kem á, để cái chiếc nhẫn, mà ở Pattaya thì gió nó mạnh, biển nữa mà ngồi bãi biển nữa, là để cái chiếc nhẫn vô trong cái cục kem á anh, đi ra tới cái cục kem tan mất tiêu rồi, con thấy chiếc nhẫn trù trù, em nói ủa gì vậy, sao tự nhiên có chiếc nhẫn ở đây, là hết ngạc nhiên luôn, là hết ngạc nhiên luôn. Xong cái ông mới kêu thôi em ngồi xuống đi để cho anh giả bộ anh cầu hôn cái cho nó hết tập, cái ổng kêu vậy đó. Xong cái ổng cũng cầu hôn rồi ổng làm các kiểu đủ vậy đó. Đó xong rồi cái lúc mà ổng hỏi là em will you marry me, là em có cưới anh không, cái em nói yes, cái xong mà em không suy nghĩ, em nói yes. Bà chị ba đang cầm cái máy quay phim mà quay á, bà nói ủa gì kỳ vậy, người ta phải xúc động, người ta phải khóc rồi nọ dữ lắm, mình làm gì mà trả lời lẹ dữ, mà không có chừa cái đường nào cho cái người cầu hôn cái gì. Ngu à? Không, dạ. không dép rồi mất mối gì sao? Dạ anh. Dạ. She talk you very romantic. Thank you. Rồi tới ổng, em hỏi đi. Dạ. Em còn cái điều gì mà ổng muốn em thay đổi? Nhu dạ hay nụ biển ạ. Nụ mi là chứ mấy gì? Khoan, chạy lón. Nóng tánh. Mỗi lần mà Trúc nóng tánh á, thì là Trúc thể hiện như thế nào? Trúc khăn thì nụ chai lõ là nụ cho bà xô và dằn ngày bà một nghiệp vậy này. Mình sẽ ไม่ เป็น ระบบ ไม่ รอบคอบอ่ะ ถ้า เกิด ลด ความ ใจ ร้อน ลง แล้ว มัน จะ สมูท กว่า นี้ ทุก อย่าง แต่ มี ครั้ง ไหน ที่ แบบ ใจ ร้อน มาก กว่า นี้ ให้ โชว์ ให้ ดู เห็น อารวาส หรือ อะไร เงี้ย ก็ มี นะ บาง ทีช่วงที่น้องเอาแต่ใจแรกๆเลยจีก็แค่คุกมา mới về sống chung với nhau á là nhiều lúc em nóng tánh á là em sẽ giống như là quên trước quên sau, hay là cái khi mình nóng tánh là mình quýnh là công việc nó sẽ bị không có được tốt, nó sẽ gặp cái này gặp cái kia nhiều. Dạ đó. Rồi còn gì hay nữa? Hay giận. Nóng tánh là sẽ hay giận. Rồi hỏi em còn gì nữa? Mì lại thì mày đi bằng mày. Nó có ชอบเห็นผมเป็นตัวทดลองครับเป็นหนูอะไรเงี้ยเอาได้ em phải không lấy làm chuột bạch tại vì em làm mỹ phẩm rồi em làm bên bên thực phẩm chức năng nữa cho nên là cứ tối ngày là cứ lấy ổng ra làm chuột bạch không ví dụ mà. Ví dụ một vấn ví dụ như ông này là ổng rất là thương cái tóc của ổng, ổng nói cái tóc ổng mỏng và rất là dễ rụng rồi mà em lại ra cái sản phẩm là sữa tắm 2-in-1 cho nam, và em bắt ổng là cái người thử, ổng nói sữa tắm mà đi dưới dầu gội mà làm sao mà tắm được, ổng quyết định không là không, mà em bắt ổng phải xài, anh phải xài, anh không xài là em không nói chuyện với anh, em giận này nọ các kiểu, ổng cũng phải xài đó, được rất hết nửa đầu của người ta thảm á. Vậy là thì hay bên phố lòng shampoo à, là về những ngày bạn chốt đi thì shampoo mình phản khắp thà mới phản không phổng không mới lửa là khắp. Ông nói hơn là tốt đó, chứ không là giờ chắc ông cũng bỏ xứ đi luôn rồi. Em nói với Pat yên tâm đi, mai mốt á có cần thử dầu gội thì cứ đưa cho anh có anh bầu. Thử các kiểu luôn có bầu quá thái cực mấy con bình thường đã tò bài thái cực hay thốt lon thua hay cậu thốt lon hay không sợ gì cả. Cùng, khập. Em hỏi đi, bây giờ ngoài cái tính nóng ra ông còn thấy em có cái điều gì ông muốn em thay đổi nữa không? Nó chặt chài lón à, vì lại thì thầm hay dù bảo qua dạ hay nổ biển bằng mày chài lón nhàng điều rồi chài lón nhàng điều thầm cũng dạng thằng được. Ông nói chỉ có tính nóng thôi. Nóng tính là làm cho mọi thứ nó sẽ hư hết. Dạ chỉ muốn thay đổi được, có muốn thay đổi không? Dạ em hỏi anh dù có muốn em thay đổi không? Hay ai biển mày dù dạng ai biển mày ก็จริงๆมันก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วอะไรลดได้ก็ลดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ็มเนินทายด้วยเพราะว่ามันได้เจาะแค่ก้อนเดินแล้วมันสองด้วยเงาเลยนะย้อมือละกับโดยสองจุ่มด้วยเงาเลยฉะนั้นละกู้กันทายด้วยเดี๋ยวจะหมดทุกนั้นจะตกเลยของเอ็มมุ่งของทายด้วยกี่ย่าเอ็มก็อ๋อมก็เบิกแหล่ไล่แต่ยี่อ๋อมตอนนี้อ๋อมแหล่อ๋อมห้อยเอ็มหวายเอ็มบึกมินมาเอ็มบึกมินอ๋อมก็เว้นโดเอ็มก็เว้นโดNói chung là hai người cũng bớt nóng tính lại, bớt như nào nên kiềm chế tất cả mọi thứ, đúng không? Thông điệp là gì? Thông điệp thật ra như thế này nè, nếu như mà không có một cái chuyến mà lên chùa đó, lần thứ hai đó,
thì chắc chắn là em sẽ không gặp lại Pháp, đúng không? Và sau đó là bẵn đi một thời gian rồi lại gặp nhau, rõ ràng là một cái duyên đó. Nhưng mà để nói rằng là để có được một cái niềm vui như này, rõ ràng đó là các em là hạnh phúc là lựa chọn, đúng không? Rõ ràng là lựa chọn để hạnh phúc đó. Dạ. Rồi hôm nay thì trước khi tạm biệt thì Pat có điều gì muốn chia sẻ với vợ hay không, có muốn nói với vợ hay không, nhân cái điều kiện mà chúng ta đang ngồi đây trò chuyện? Còn hết lâu cho cặp nhé, đi ở đây chúng ta vui gặp ภรรยามั้ยอยากจะพูดอะไรกับภรรยาหรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างผมเนี่ยก็มาจากเมืองไทยเขาก็อยู่เวียดนามอยู่กันคนละที่ต่างคนก็ต่างแบบข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาเจอกัน มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคน2คนน่ะจะต้องเสมอกันไปด้วยกันได้แต่เราสามารถเปลี่ยนได้ จะพยายามทำให้มันดี nói là em với ảnh là hai người vượt biển vượt sông này nọ để gặp nhau, là mỗi một người ở một đất nước khác nhau, văn hóa khác nhau, tiếng nói khác nhau, mọi thứ khác nhau, mà đến gặp nhau và sống chung với nhau thì tất nhiên nó sẽ không thể nào mà nó hòa hợp được liền và nó sẽ tốt được hết mọi thứ. Nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thì mình nên cố gắng mình thay đổi mỗi người một chút để mà mình có thể sống hòa hợp với nhau lâu dài hơn, và ảnh sẽ cố gắng để ảnh thay đổi để ảnh hòa hợp với em hơn. Cảm ơn khập. Cảm ơn khập. Rồi xin cảm ơn Trúc với Pháp hôm nay đến đây để mà chia sẻ câu chuyện hôn nhân, chia sẻ câu chuyện tình yêu ha. Chút nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau nữa ha. Rồi. Sorry guys. Cảm ơn khập. See you later.